Nó là một trong số các loại Tyrannosaurus thống trị Bắc Mỹ trong thời kỳ kỷ phấn trắng. Trong khi T-Rex khét tiếng là loại được biết đến nhiều nhất, thì chi khủng long này cũng là một loại khủng long nhỏ hơn một chút xuất hiện trước đó vài triệu năm. Nó sống vào khoảng 76 đến 75 triệu năm trước, trong thời kỳ hậu kỳ phấn trắng, và nó có phạm vi phân bố rộng lớn ở Bắc Mỹ thời tiền sử. Đã có rất nhiều hóa thạch được phát hiện. Điều này đã cho phép các nhà cổ sinh vật học tìm hiểu nhiều về loài khủng long này và cho thấy chúng là loài động vật thống trị trong môi trường sống của chúng. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong những loài khủng long ăn thịt cổ xưa nhất ở Bắc Mỹ, một họ hàng của khủng long bạo chúa T-Rex, đó là thằn lằn đáng sợ Gorgosaurus. Video này được chúng mình cập nhật từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin cần đính chính, các bạn hãy bình luận góp ý ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ UltraShare. Rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Nghiên cứu giống loài. Gorgosaurus không phải là chi lớn nhất trong họ Tyrannosaurus. Nó nhỏ hơn những loài khổng lồ như Tyrannosaurus, nhưng có kích thước tương tự như Albertosaurus. Giống như tất cả các loài khủng long chân thú, đầu của loài khủng long này rất lớn. Chúng có cánh tay nhỏ, đi bằng hai chân và có một cái đuôi dài để giữ thăng bằng. Gorgosaurus trưởng thành hoàn toàn có chiều dài từ mõm đến đuôi đạt từ 8 đến 9 mét và nó cũng có cân nặng rơi vào khoảng 2 đến 3 tấn. Xương đùi dài nhất của Gorgosaurus đo được là 105 cm và xương chạy của chúng thường có cùng chiều dài với xương đùi. Nhưng cũng có một số mẫu vật, xương chạy của Gorgosaurus dài hơn xương đùi. Đây là một đặc điểm liên quan đến những loài có tốc độ cao. Gorgosaurus có hộp sọ thon dài và mõm của chúng bị cùng, với hóa thạch hộp sọ lớn nhất từng được tìm thấy dài khoảng 99 cm. Trên hộp sọ của chúng từ xương lễ, Gorgosaurus có màu hoặc những chiếc sừng nhỏ nhô ra ở phía trên mỗi mắt của chúng. Răng của Gorgosaurus tương tự như các loài Tyrannosaurus khác. Nó có 8 răng tiền hàm, 26-30 răng hàm trên và 30-34 răng ở hàm dưới. Hóa thạch được bảo tồn của những con khủng long này cho thấy chúng có da có vảy, nhưng vảy của chúng lớn và có hình lục giác, tương tự như các loài động vật hiện đại như thằn lằn đính cơm. Albertosaurus là một loài khủng long rất giống với Gorgosaurus và trong quá khứ, hai loài khủng long này đã bị nhầm lẫn với nhau. Albertosaurus có cấu trúc tương tự và màu phía trên mắt, nhưng hình dạng cấu trúc xương bao quanh não của chúng là điểm khiến hai loài khủng long này được phân biệt. Nơi sống và phân bố. Gorgosaurus sống ở Bắc Mỹ trong thời kỳ cuối kỳ phấn trắng khoảng 76 đến 75 triệu năm trước. Phần lớn các mẫu hóa thạch của Gorgosaurus đã được tìm thấy ở thành hệ công viên khủng long ở Alberta, Canada. Hóa thạch của loài khủng long này đã được tìm thấy ở các thành tạo Montana. Bắc Mỹ trong thời kỳ hậu kỳ phấn trắng có môi trường rất khác so với ngày nay và lục địa này bị chia cắt thành hai khối đất liền lớn, được ngăn cách bởi tuyến đường thủy lớn là đường biển nội địa phía Tây. Cùng với việc có nhiều vùng ngập lũ, sông ngòi và vùng ven biển, đường biển nội địa phía Tây khiến môi trường của Gorgosaurus sinh sống rất ẩm ướt. Khí hậu Bắc Mỹ trong thời kỳ phấn trắng muộn là khí hậu cận nhiệt đới với những đợt hạn hán theo mùa. Các loại thực vật sống cùng với loài khủng long này bao gồm dương sỉ, thực vật hạt kính, cây lá kim, cây mè và cây bạch quả. Hầu hết các hóa thạch của Gorgosaurus đã được tìm thấy ở Alberta. Vì vậy, người ta tin rằng đây là nơi loài khủng long này sinh sống chủ yếu. Hành vi và chế độ ăn. Gorgosaurus là một loài khủng long ăn thịt chuyên săn các loài khủng long khác, chủ yếu là những loài ăn thực vật. Loài khủng long này là loài săn mồi đỉnh cao trong phạm vi phân bố của nó, với rất ít loài khủng long có thể ngăn cản chúng. Những loài khủng long ăn thực vật như Centrosaurus, Corythosaurus, Lambiosaurus là những loài khủng long được Gorgosaurus săn lùng nhiều nhất. Gorgosaurus đã sử dụng hàm răng sắc nhọn và cây biển lớn để giết chết con mồi. Vào năm 2022, Sakamoto ước tính rằng Gorgosaurus có lực cắn phía trước là 6.418 newton và lực cắn phía sau là 13.817 newton. Có một số ước tính rằng Gorgosaurus có thể chạy với tốc độ tối đa từ 40 đến 48 km/h, giúp chúng đuổi theo con mồi. Hàm răng cưa tốc độ, thì lực nhảy bén và cú cắn mạnh mẽ của Gorgosaurus khiến chúng trở thành kẻ săn mồi hàng đầu trong môi trường sống và chúng là chuyên gia phục kích và hạ gục con mồi. Có thể do kích thước của chúng, Gorgosaurus có thể đã ăn thịt các loại khủng long chân thú khác hoặc thậm chí có thể đã từng ăn thịt đồng loại, nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra. Việc săn mồi theo bầy đã được đưa ra giả thuyết đối với các loại khủng long như Gorgosaurus và các loại Tyrannosaurus khác. Nhưng điều này vẫn còn gây tranh cãi gay gắt.
Nếu Gorgosaurus đi săn mồi theo bầy, thì điều đó sẽ cho phép chúng hạ gục con mồi lớn dễ dàng hơn và phối hợp cùng nhau để tăng tỷ lệ thành công. Hóa thạch của các mẫu vật Gorgosaurus được phát hiện cùng nhau ủng hộ giả thuyết rằng chúng có hành vi sống theo bầy. Nhưng vẫn còn nhiều nghiên cứu cần được thực hiện để xác nhận điều này. Vòng đời của Gorgosaurus. Bằng cách nghiên cứu hóa thạch của Gorgosaurus và sử dụng mô học xương của chúng, các nhà khoa học đã có thể tìm hiểu nhiều về sự phát triển của loài khủng long này khi so sánh với các chi khác. Gorgosaurus đã dành khoảng một nửa cuộc đời ở giai đoạn trưởng thành trước khi trải qua tốc độ tăng trưởng cực độ, và tốc độ này sẽ chậm lại ở độ tuổi trưởng thành. Tốc độ tăng trưởng tối đa của Gorgosaurus xảy ra vào khoảng 5 đến 7 tuổi và chúng sẽ tăng khối lượng khoảng 50kg mỗi năm cho đến khi trưởng thành. Tốc độ tăng trưởng của nó chậm hơn các loài khủng long khác như Dasplitosaurus và Tyrannosaurus. Mặc dù không mạnh bằng dạng trưởng thành, nhưng những con Gorgosaurus chưa trưởng thành lại nhanh hơn rất nhiều. Sử dụng tốc độ của mình để hạ gục con mồi, Gorgosaurus nhỏ đã lấp đầy vị trí săn mồi mà những loài khủng long lớn hơn không làm được. Nhưng những con khủng long này mặc dù có kích thước nhỏ, nhưng không có nhiều kẻ săn mồi và chúng có khả năng vượt xa những loài ăn thịt lớn hơn. Tuổi thọ của Gorgosaurus vẫn chưa được biết. Nhưng nếu giống với các loài Tyrannosaurus lớn khác, chúng có thể sống tới 30 năm, nhưng có thể có tuổi thọ trung bình khoảng 14 năm. Gorgosaurus giống như các loài khủng long khác, sử dụng sinh sản bằng cách đẻ trứng, và chúng có thể theo dõi con đon cho đến khi có thể tự bảo vệ mình. Theo lý thuyết, sừng của mắt loài khủng long này được sử dụng để tán tỉnh và giao phối. Vì chúng quá nhỏ để có thể sử dụng để chiến đấu, nhưng vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về vòng đời của loài khủng long này. Điều này có thể xảy ra trong tương lai với những nghiên cứu và khám phá sâu hơn. Tương tác với các loài khác. Gorgosaurus là loài săn mồi đỉnh cao trong môi trường của nó, và ngay cả khi còn nhỏ, loài khủng long này đã sử dụng sức mạnh và tốc độ của mình để duy trì vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn. Ngoài ra, còn có các loài Tyrannosaurus khác như Gorgosaurus sống cùng, bao gồm Dasplitosaurus. Nhưng chi này hiếm hơn rất nhiều. Dasplitosaurus là loài khủng long có thân hình nặng nề hơn. Nhưng các nhà nghiên cứu không tin rằng chúng có thể săn được Gorgosaurus vì chúng sẽ chậm hơn. Trong khi phạm vi của hai loài Tyrannosaurus này trùng nhau, Dasplitosaurus phổ biến hơn ở khu vực phía nam của Bắc Mỹ, trong khi Gorgosaurus cai trị phía Bắc. Sự phong phú của hóa thạch Gorgosaurus cho thấy những con khủng long này thích nghi tốt hơn với môi trường của chúng và là loài săn mồi chiếm ưu thế khi so sánh với Dasplitosaurus. Các loài khủng long khác như Ankylosaurians, Oviraptorosaur, Romeosaur và Ornithomimus cũng sống cùng với Gorgosaurus. Gorgosaurus là một loài khủng long rất hung dữ và săn mồi bất kỳ loài động vật nào chúng có thể bắt được, và rất ít loài động vật nào có thể thách thức chúng. Đã có những dấu hiệu và tổn thương được tìm thấy trên hóa thạch của Gorgosaurus, cho thấy việc những con khủng long này chiến đấu với nhau là điều bình thường. Gorgosaurus rất hung dữ và tấn công các loài động vật từ con mồi cho đến các thành viên cùng loài của chúng. Tiến hóa và lịch sử. Gorgosaurus được mô tả vào năm 1914 bởi Lauren Lem, và mẫu vật gốc của loài khủng long này đã được tìm thấy vào năm 1913 bởi Charles Mortram Stenberg ở Alberta, Canada. Gorgosaurus Libratus là loài điển hình, và tên chi của chúng có nghĩa là thằng lằn đáng sợ trong tiếng Hy Lạp, trong khi tên loài của chúng có nghĩa là cân bằng trong tiếng Latin. Việc phát hiện Gorgosaurus là một mẫu vật gần như hoàn chỉnh, và loài khủng long này cùng với loài Tyrannosaurus đầu tiên được tìm thấy có bàn tay hoàn chỉnh. Trong khi phần lớn các hóa thạch của Gorgosaurus được phát hiện ở thành hệ công viên khủng long, có một số mẫu vật được tìm thấy ở thành hệ True Medicine và sông Judith ở Montana có khả năng thuộc về Gorgosaurus. Đã có một số hóa thạch được cho là Gorgosaurus nhưng hiện tại đã không còn hợp lệ. Các loài trước đây như Gorgosaurus iacensis được mô tả bằng cách sử dụng hộp sọ hoàn chỉnh của loài Tyrannosaurus nhỏ, nhưng sau đó người ta phát hiện ra đây là một loài T-Rex chưa trưởng thành. Tyrannosaurus có thể trông rất giống nhau, đặc biệt là những ở nơi như răng của chúng. Chúng có thể trông gần giống nhau vào một số chi, chỉ có những khác biệt rất nhỏ như các hóa thạch của chúng. Gorgosaurus là thành viên của phân họ Albertosaurinae và được cho là có liên quan chặt chẽ với Albertosaurus. Với nhiều bằng chứng hóa thạch hơn trong tương lai, những con khủng long này đã tiến hóa theo thời gian như thế nào và mối quan hệ của chúng với các loài Albertosaurus có thể trở nên rõ ràng hơn. Ý nghĩa văn hóa. Gorgosaurus là một loài khủng long rất quan trọng vì đó là một trong số ít loài Tyrannosaurus được tìm thấy đã có hóa thạch thể hiện nhiều giai đoạn trong cuộc đời của nó. Loài khủng long này rất quan trọng cho việc tìm hiểu họ Tyrannosaurus
và cách những con khủng long này tiến hóa theo thời gian trước khi tuyệt chủng. Hóa thạch của Gorgosaurus rất phong phú, nhiều hóa thạch gần như hoàn chỉnh. Các hóa thạch của loài khủng long này đã cho phép các nghiên cứu không thể thực hiện được với những loài khủng long có ít mẫu vật được phát hiện hơn. Sự phong phú hóa thạch của Gorgosaurus đã cho phép loài này được trưng bày trong các bảo tàng trên toàn cầu để mọi người thưởng thức. Những con khủng long này cũng đã được đưa vào các trò chơi như công viên Kijura và chúng được yêu thích vì kích thước cũng như sự hung dữ. Gorgosaurus là một trong nhiều loài Tyrannosaurus mà chúng ta biết và loài này cần thiết trong việc khám phá những bí ẩn về loài khủng long này. Vừa rồi là toàn bộ những thông tin mình muốn gửi đến các bạn về Gorgosaurus, một chi họ hàng nguy hiểm khác của khủng long bạo chúa T-Rex. Mình xin nhắc lại là video này được chúng mình góp nhặt từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin cần đến chính, các bạn hãy bình luận góp ý bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Me wind and rain, you're some kind of butterfly.